Ngày thi đấu thứ tư tại giải xe đạp đường trường trẻ toàn quốc tiếp tục diễn ra trên trục đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long. Các vận động viên bước vào tranh tài nội dung tốc độ 500m ở 3 nhóm tuổi nam nữ, lứa tuổi dưới 16, 17 đến 18 tuổi và U23. Việc tranh tài ở một cự ly ngắn đòi hỏi các vận động viên phải phát huy hết sức mạnh, tốc độ tối đa trong khoảng thời gian nhất định. Thì cái nội dung 500m này là tăng cường cái sự cọ sát nước rút, các vận động viên đăng ký thi đấu và vòng loại đó là tính thời gian. Thì tất cả các vận động viên là xếp thứ hạng từ 1 đến 8, thì vận động viên thứ nhất đấu với vận động viên thứ 8 và thứ 7 đấu với vận động viên thứ 2. Thì sau đó là về vào các vòng vòng trong như là vòng tứ kết rồi tới bán kết và tới chung kết. Tâm điểm ở nội dung tốc độ 500m nữ lứa tuổi U23, tay đua nữ từng giành huy chương vàng châu Á 2023 Nguyễn Thị Bé Hồng đã khẳng định đẳng cấp qua màn nước rút mạnh mẽ trước đối thủ Trần Thị Thúy Vân Bình Dương, mang về huy chương vàng cho Đồng Tháp. Ở đích đến nội dung 500m tốc độ nam U23, chứng kiến chiến thắng thuyết phục của tay đua Nguyễn Văn Bình thành phố Hồ Chí Minh trước Nguyễn Văn Hiếu Đồng Nai. Hôm nay là ngày đua tốc độ 500m của tất cả vận động viên nước Úc. Bình năm nay là lớn nhất của cái U23. Riêng về xe đạp thì Bình đã cố gắng rất là nhiều trong cái bộ môn này. Ai cũng vậy, không phải riêng gì Bình. Muốn vinh quang thì phải nỗ lực và cống hiến hết mình cho cái đơn vị mình đang thi đấu. Ngày mai các vận động viên sẽ tiếp tục bước vào tranh tài nội dung bộ đôi tốc độ ở 3 nhóm tuổi nam nữ.